hãy chuẩn bị cho những tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón chàng trai trẻ Hà Văn Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, ca khúc Con Đường Tôi. Nồng nhiệt lên các bạn ơi, rồi hòa lên. Hà Đông xin được gửi lời chào tới cả quý vị các bạn, lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương nhất. Khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, nếu cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù tôi sẽ có đớn đau hoặc mất hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang dâng cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được làm. Dù cho ngày tháng còn đó những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Có thể là nghe những chào tay thật lớn của quý vị, tất cả quý vị các bạn được không ạ? Những nước mưa sẽ mãi chia bờ khi tôi hỏi chính mình. Những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã, nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi. Oh yes. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống bao bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Yeah. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang dâng cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc người đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn có những trông gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Bỏ lại sau lưng những bất ngờ khiến tôi chùn bước, để cho con tim vẫn nói tôi nhìn được. Một ngày tôi sẽ vượt qua chặng đường kia và đến chân trời đó tôi hằng mơ mơ. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn có những trông gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Hey! Now is the time for me to raise my point, now is the time to show you who I am. Dù cho ngày tháng còn có những trông gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi.